chào quý vị khán giả, báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin tối hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 29 tháng 4, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông tin, trong những ngày cuối tháng 4, thời tiết nắng nóng gay gắt diễn ra ở cả ba miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc tăng cao kỷ lục. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, cả công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ điện ngày trên quy mô toàn quốc đã tăng cao với những con số đạt kỷ lục mới của Hệ thống Điện Quốc gia. Cụ thể, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4, công suất cực đại toàn quốc đã lên tới 47.670 MW, sản lượng tiêu thụ toàn quốc ngày 26 tháng 4 đã lên tới 993 triệu kWh. Mốc kỷ lục cũ là 942 triệu kWh vào ngày 23 tháng 4 vừa qua. Riêng đối với khu vực miền Bắc, do đây mới chỉ là đợt nóng gay gắt đầu tiên diễn ra, nên tiêu thụ điện miền Bắc dù tăng cao so với trước đó, nhưng vẫn chưa tới mức đỉnh đã từng được ghi nhận trong quá khứ. Như vậy, tiêu thụ điện ở miền Bắc khả năng cao còn tiếp tục tăng lên trong những đợt nóng sắp tới của mùa hè năm nay. Ngày 29 tháng 4, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giữa giờ trưa, nhiều du khách vẫn ngụp lặng ở khu vực biển bãi sau bất chấp nắng nóng chói chang. Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, khu vực biển bãi sau kéo dài hơn 2 km vẫn có hàng trăm người tắm biển. Một số người cho biết mới đến Vũng Tàu lúc gần trưa nên không muốn thuê phòng nghỉ, mà chỉ tắm biển rồi về trong chiều nay. Nhiều người khác thì trải bạt ngủ nghỉ dưới bóng mát trong công viên, chờ bớt nắng rồi mới xuống tắm biển hóng gió. Đại diện một khu nghỉ dưỡng 4 sao ở thành phố Vũng Tàu tiết lộ, khách đông nhưng xu hướng là thuê homestay, vì ở được đông người lại ít bị gò bó bởi các nội quy như trong khách sạn. Do đó, công suất phòng nghỉ trung bình trong những ngày lễ vừa qua chỉ đạt khoảng 75%. Những ngày tiếp theo công suất giảm khoảng 1/2 dù giá phòng đã giảm khá nhiều. Trong sáng nay, trên tuyến quốc lộ 51, hàng chục ngàn phương tiện chở du khách tiếp tục đổ dồn về hướng Bà Rịa Vũng Tàu tránh nóng. Ngày 29 tháng 4, ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị cho biết, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, một xe tải chở dê di chuyển theo hướng từ huyện Hướng Hóa về thành phố Đông Hà. Khi đến đoạn km 55 400 quốc lộ 9, đoạn thuộc xã Đắk Rông, huyện Đắk Rông thì mất lái, tự gây tai nạn. Sau vụ tai nạn, tài xế không bị thương nhưng phương tiện bị hư hỏng nặng, hơn 100 con dê chở trên xe bị chết và bị thương. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Đắk Rông đã đến hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông, đồng thời hỗ trợ tài xế bốc dỡ, bảo quản, tránh thất thoát hàng hóa, tài sản. Sự việc cũng được người dân đăng tải lên mạng xã hội và kêu gọi người khác thu mua dê hỗ trợ tài xế khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, tai nạn giao thông đã tăng rất cao trong ngày 29 tháng 4, ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Theo đó, toàn quốc xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 72 người, tăng 14 vụ và 18 người chết so với ngày 28 tháng 4. Các vụ tai nạn hoàn toàn xảy ra trên đường bộ. Cũng trong ngày 29 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 15.541 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 35 tỷ 136,4 triệu đồng, tước 2.929 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 485 ô tô, 5.644 mô tô và 97 phương tiện khác. Trong ngày 29 tháng 4, tại thành phố Hà Nội và các địa phương giáp ranh, tình hình giao thông được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ở các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến cao tốc, lưu lượng phương tiện di chuyển bình thường, ổn định. Tại một số tuyến lưu lượng giao thông đông như Vành Đai 3, đường Cổ Linh, các phương tiện di chuyển chậm. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh, hai tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu, lưu lượng phương tiện tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm. Trạm thu phí cầu Rạch Miễu xả trạm 5 lần. Từ sáng đến chiều ngày 29 tháng 4, lượng xe ô tô, xe tải, container hướng từ cảng Cát Lái ra đường Đồng Văn Cống, thành phố Thủ Đức, tăng cao, đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng đoạn từ nút giao Phà Cát Lái đến nút giao Mỹ Thủy. Hàng trăm ô tô, xe tải, container, xe buýt,
xếp kín mặt đường, chờ đợi dưới cái nắng hầm hập nhích từng chút để di chuyển trên đường. Ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tại tuyến đường này, đến hơn 15 giờ chiều cùng ngày, lượng xe vẫn còn ùn ứ trên đường. Ngày 29 tháng 4, tại xã ven biển Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xảy ra cháy rừng trong thời tiết nắng nóng gay gắt, khiến công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Ông Phạm Văn Liệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Ninh cho biết, đám cháy bùng phát chưa rõ nguyên nhân lúc 12 giờ trưa ngày 29 tháng 4. Ban đầu là rừng cháy trong diện tích của xã quản lý, sau đó lan sang rừng trồng của dân và rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Quảng Bình chăm sóc. Theo ông Liệu, địa phương đã huy động hơn 300 người chữa cháy, tuy nhiên đến 16 giờ chiều cùng ngày đám cháy chưa được dập tắt. Ông Liệu cho biết, do nắng nóng 43 độ C kết hợp gió phơn Tây Nam dẫn đến đám cháy bùng phát dữ dội. Hiện diện tích rừng bị cháy chưa được thống kê do lửa chưa tắt. Đến 15 giờ chiều ngày 29 tháng 4, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm và cả người dân ở tỉnh Kiên Giang vẫn đang nỗ lực dập lửa tại vụ cháy rừng xảy ra vào trưa ngày 28 tháng 4 ở xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, Kiên Giang. Trước đó, khoảng 11 giờ trưa ngày 28 tháng 4, lửa phát sinh tại khu rừng tràm ở xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành. Do thời tiết nắng nóng gay gắt, thực bì dày, gió lớn nên lửa cháy lan rất nhanh. Sau hơn 1 giờ xảy ra cháy, lửa đã lan rộng ra hàng ngàn mét vuông. Nhận tin báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã điều động hơn 500 cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Kiên Giang, Sư đoàn 330, Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, cùng với 35 máy bơm nước chuyên dùng, 2 vỏ máy, 1 cano, 2 flycam, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án dập lửa. Các lực lượng chữa cháy vừa bơm nước dập lửa, vừa nỗ lực tạo đường băng ngăn lửa. Tuy nhiên đến chiều ngày 29 tháng 4, vẫn chưa thể khống chế được đám cháy. Trong chiều ngày 29 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo cơ quan Bộ Chỉ huy, Trung đoàn 893 và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Giang Thành, Hòn Đất tăng cường thêm 173 cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện khác tham gia chữa cháy. Thông tin từ các đơn vị chữa cháy cho biết, đến 15 giờ ngày 29 tháng 4, đã có 400 hectare rừng bị cháy rụi,